Rồi, lên tiếp một sản phẩm mới cho các bác. Cái này thì chắc chắn là rất là nhiều bác cần dùng. À, nhìn thì nó rất là đơn giản nhưng mà bác chưa hình dung được nó những cái tác dụng của nó như thế nào đâu. Cái tác dụng thì em Tuấn sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về sau dần dần. Và trước mắt thì các bác đưa lên đây thì các bác chỉ nhìn thấy một cái bảng điện. Một bảng điện đúng không ạ? Trong cái bảng điện này thì nó có đầy đủ tất cả những tính năng cho bác luôn. Cái bảng điện này nó an toàn hay là nó tiện lợi cho bác dùng như thế nào thì sau đây em Tuấn sẽ đưa vào cái hướng dẫn sử dụng cho bác cách lắp sử dụng. Đối với cái bảng điện này thì các bác có thể lắp tùy thích ở tất cả các nơi, và đặc biệt là lắp có thể lắp ở thêm ở bên sườn tủ này, cạnh tủ, cạnh bàn hoặc bàn làm việc này này, những cái bàn làm việc như cái bàn này chẳng hạn, bàn làm việc như bàn này có PDF rồi. Bên cạnh sườn nó đa số được rỗng ở trong lòng thôi nhé, nó được rỗng trong lòng. Các bác chỉ cần dùng máy hoặc dùng dao cắt một đường này, lấy cái thiết bị này làm dưỡng, cắt một đường để vừa xung quanh khuôn này này, sau đó thả lọt vào bắn vít và là xong thôi. Thì đấy, sau đây em Sướng sẽ hướng dẫn cách các bác làm. Cái tác dụng của cái ổ cắm này là gì? Cái ổ cắm này nó có tác dụng là thứ nhất là cái trước hết là con này em bác nhìn lướt qua nó gọn như này thôi nhưng nó còn nhiều chức năng hơn cả một cái bảng điện nhà bác luôn, nó còn có nhiều chức năng hơn cả một cái bảng điện nhà bác đấy. Tại sao thế? Bác nhìn lướt qua bác đã thấy nó liên quan đến bốn cái ổ cắm rồi, mà bốn cái ổ cắm này nó đủ tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn châu Âu rồi tiêu chuẩn EU rồi tiêu chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn quốc tế đều có. Tại sao lại có đủ tiêu chuẩn đấy? Bởi vì mỗi một tiêu chuẩn là tiêu chuẩn, ví dụ như là tiêu chuẩn Nhật thì họ lại cắm các cắm dẹt chẳng hạn thì con này dẹt được, tiêu chuẩn EU của Anh thì lại tròn, còn tiêu chuẩn Mỹ thì nó ba chân chẳng hạn, nên nó tóm lại là nó đầy đủ các tiêu chuẩn. Và ngoài ra thì nó có một có bốn cửa cắm điện luôn đấy. Và bốn cái cửa cắm điện này thì nó lại có công tắc bật tắt để cho bốn cái cửa cắm điện này tôi có thể cấp nguồn cho bốn cửa hoặc có thể tắt bằng công tắc này. Nó rất là hay, nó rất là an toàn, là gì, an toàn cho trẻ em, là ví dụ mình tiện tắt đi. Ngoài ra thì nó lại có cả cổng USB, chúng ta sẽ để cổng này để cấp sạc sạc cho điện thoại, máy tính, iPad, MacBook hoặc là tất cả những thiết bị như là đuổi muỗi rồi là thiết bị đuổi muỗi rồi những cái thiết bị để dùng phụ kiện trong cái hoặc là điều khiển từ xa hoặc là chuột vân vân ở trong cái căn phòng nhà các bác đấy. Hầu như một một cái bảng điện gọn như này nó ôm hết. Thế đây, nó như này, nhưng khi các bác tháo cái mặt của nó ra nhé, đây em tháo cái mặt của nó ra thì nó đây rồi đúng không? Các bác chỉ cần việc tháo cái mặt của nó ra, sau đó các bác đây này, ở trong cái viền chạy xung quanh này này, khi bác muốn lắp vào đâu, muốn lắp vào cái cạnh bàn nào đấy chẳng hạn, cạnh bàn hay cạnh tủ hay cạnh kệ hay là đầu giường hay tủ, và những cái này lắp đầu giường tuyệt tuyệt bên cạnh thành giường này, quá tuyệt vời mà. Lắp vào, sau đó nó các bác cấp một đường tín hiệu nhé, bác chú ý em đây, em đã cấp cái đường tín hiệu vào đây cho bác rồi, đây cái dây cấp đường tín hiệu vào nhìn chưa, đây là đường tín hiệu vào. Còn cái đường ngoài cùng này các bác lắp cũng được mà không lắp được, đường ngoài cùng này tác dụng của nó là đường mát, tiếp mát xuống đất, tiếp mát xuống đất, các bác lắp xuống mát mát xuống đất thì càng tốt, nếu như ổ điện nhà bác lắp rồi đấy. Con này nó có thể làm bảng độc lập để các bác độ chế càng thích, nó sẽ gọn hơn, nhìn nó rất hay hơn rất nhiều, được chưa? Đấy đây, và cái hay như em vừa nói đây, nó nhìn nhé, công tắc nó thông công tắc bật này đấy, bật đèn sáng này, được chưa? Bật cái đèn này sáng, cái đèn này sáng thì nó sẽ tương thích với lại cái sạc điện thoại nhé, bác nhìn nhé, đây nhá, cái sạc điện thoại này em đang cắm cùng nhé, em đang cắm cùng này, em bật công tắc này, đấy nó sáng luôn cái mắt này, chưa tắt này, thì nó sẽ đợi nó tắt một lúc bởi vì nó sẽ triệt tiêu từ từ, nó không hết ngày được, mắt sáng lên thành xanh ngón tay này, đấy, đấy mất chưa ạ? Mất rồi nhá, bây giờ bật công tắc lên này, đấy, có nghĩa là cái công tắc này nó sẽ điều khiển hai cái ổ cắm nhé, một công tắc đấy nó sẽ điều khiển hai cái ổ cắm sạc điện thoại này, các bác có thể bật tắt đấy, được chưa? Có cái ổ bên cạnh, cái công tắc bên cạnh này nó sẽ bật tắt cho bốn cái lỗ ổ cắm đây, bốn cái lỗ ổ cắm đấy, bốn cái lỗ ổ cắm đấy thì em đang cắm điện thoại đấy nha, bác nhìn nhé, em tắt điện thoại này, cái ổ cắm em đang cắm điện thoại đúng không, em tắt đi thì trên điện thoại em nó mất luôn này, bác nhìn nhé, mất nhá, bây giờ em bật nhá, em bật công tắc này nhá thì điện thoại nó sẽ sáng này, đấy sạc luôn, được chưa? Sạc nó điện nó vào cái ổ này thì nó đưa lên cái điện thoại này thôi, ok chưa? Đấy thì cái tác dụng của nó đấy.
Giờ em rút ra, được chưa? Đây. Đấy. Nó sẽ báo điện hết. Hay cái là nó sẽ báo đèn hết này. Báo đèn luôn. Ok chưa? Rất là tiện cho bác, nó rất an toàn. Và những cái này các bác lắp thép đa số là những bác nào mà làm việc. Bà làm việc hoặc cái chỗ mình làm việc cần nhất thêm một cái này luôn, cực kỳ cần luôn. Bởi vì ngoài cắm các thiết bị khác ra thì cổng sạc rất là quan trọng, máy tính, laptop, loa vân vân. Bên bác chỉ cần một cái bên sườn. Đấy. Và chắc chắn là em Tuấn sẽ lắp rồi, chứ không bao giờ có chuyện không có em sẽ lắp rồi. Chắc chắn. Hôm nay về em thấy nó hay quá thì em mức giá của em nó là 130, 100 bao nhiêu nhỉ? 139.900. 139. 100 139.900 đồng. Đấy. Hơn 100.000. Một cái bộ này luôn. Đấy. Khi tháo ra đây. À, trước khi bác lắp thì bác tháo cái mặt dưỡng này ra nhé. Cái mặt dưỡng này lắp thì nó rất dễ. Đây ạ. Mặt dưỡng này các bác lắp vào đây nó rất dễ dễ này. Nó ốp vào một cái mặt dưỡng này nó rất là dễ luôn. Đấy. Này. Nó rất là nhanh. Đấy. Khi bác lắp nhá, bác cậy này. Nó có cá này, cá bên sườn bác chỉ cậy này. Bác kéo kéo mạnh nó ra này. Đấy, là nó ra. Nó ra xong bác thả nó tọt cái hẳn cái phần xung quanh này vào cái khoảng trống các bác cắt khoét ấy, thả vào hoặc là cái đế âm thả vào. Sau đó bác bắt vít nhé, bắt bốn vít này, bắt hết bắt hai vít hai bên xong. Bắt xong bác úp cái này lại thì không ai nhìn thấy cái vít của các bác. Thế là nó tự nhiên nó có một cái bảng điện rất là đẹp ở trên. Được chưa ạ? Đấy, vừa rồi là em Tuấn đã giới thiệu cho bác sơ qua về một số cái thiết bị nó mới mới về đấy. Những cái này thì nó rất là hữu ích cho các bác luôn. Các bác mua ra mua cái bảng điện ở ngoài có khi 200-300 nghìn cả cái bảng điện lằng nhằng, nhưng nó không thể đẹp bằng cái này được, không thể gọn đẹp bằng cái này được, không đầy đủ được. Rồi chào bác nào nhu cầu liên hệ em Tuấn theo số điện thoại là 0911 69961 ạ. Hò quá bác, hò quá, bao nhiêu ngày hò không hết, chính vì ho nhiều quá em không lên bài mấy đây. Hò không lên được bài lắm. Được chưa? Nó rất là tiện lợi cho bác nhé. Này. Rất tiện lợi luôn. Công tắc trực tiếp hay cái nữa này này. À, thích thì tôi bật, không thích thì có khi là bác làm việc nhé. Tất cả máy tính của cắm nó cắm vào đây, bác về bác chỉ tắt công tắc là xong. Về. Đúng không ạ? Quá tuyệt vời rồi. Rồi, em Tuấn hẹn các bác clip sau, bác chú ý hộ em nhé. Nhớ là hai cổng chính của nó ở bên này nhé. Hai cổng chính nó gần nhau. Bác lắp dây dây trắng sang bên này được, dây này được, dây đảo dây nào được, bởi vì đây là nó là điện xoay chiều. Hai cái dây này bác có thể lắp lẫn cho nhau. Không có gì. Còn cái dây này là dây tiếp mát nhé, dây tiếp mát nhé. Thế thôi, em chỉ nói thế thôi. Còn hai cái dây này, dây trắng có sang đây và dây đỏ sang đây được, được hết, không có việc gì cả. Nó là dòng điện xoay chiều. Chào bác.